Rồi, chào mừng các bác đến với kênh của Minh Chiến Âm Thanh Bãi Bình Định. Sau đây kênh là chuyên những sản phẩm âm thanh hàng bãi chất lượng để đưa đến cho các bác là mọi miền Tổ quốc. Thì mọi chi tiết mua hàng thì anh em nhớ liên hệ vào số điện thoại của em 0978338114. Em ship hàng toàn quốc. Nếu mà cảm anh em liên hệ thấy bận thì anh em có thể liên hệ vào số phía dưới 0965770227. Thì bên em sẽ hỗ trợ tất cả về những sản phẩm khi anh em mua và anh em cần tư vấn gì đó. Thì hôm nay là ngày 20 tháng 7 năm 2019, thì mới sáng sớm thôi, cũng 6 giờ rưỡi thôi, thì em hàng về thì em bóc ra và giới thiệu cho các bác là những con âm ly và lọc và những con CD chất lượng và những sản phẩm mà để trả hàng cho các bác, như ví dụ như con 80 này và ba sản phẩm này là em sẽ trả hàng cho các bác đặt hàng bên em. Thì con 80 này thì rất là hiếm nha, bên em bán giá 10 triệu rưỡi thì em trả hàng cho bác, vì bác chắc bác ở đã liên hệ cho em chờ một tháng rồi, hôm trước cách đây 2 hôm thì bác có liên hệ lại, sao lâu thế. Thì em cũng ráng mà hàng này nó về thì em cũng gửi hàng trong ngày này cho bác luôn, và em sẽ bắt đầu giới thiệu sản phẩm và báo giá từng chi tiết sản phẩm, từng giá bao ship nha anh em, giá bao ship anh em để cho mình, giá bao ship và anh em để cái model sản phẩm nha. Khi mua hàng anh em nhớ model thì liên hệ cho em, thì chốt hàng. Thì phương thức mua hàng bên em rất là đơn giản, thì anh em cứ mạnh dạn liên hệ, là chủ động liên hệ. Rồi, đầu tiên em sẽ quay cho anh em xem là một những con xanh xui mạch bóng gương và những bán dẫn xanh xui này rất là nổi tiếng rồi. 707 và đầu 907, 607 extra lợi extra thì bên em có trong kia rất là nhiều nha. Về 607 lợi extra thì em báo giá luôn cho anh em là 8,2 triệu bao ship nha, 8,2 triệu bao ship, giá rất là tốt cho anh em. 707 DR đẹp miễn kê luôn nha. Gỗ đỏ rất là đẹp luôn nha. Đấy. Tắt bãi, tắt là hàng bãi nha, đẹp keng. Thì con này giá 14 triệu rưỡi. Công suất là 330W đánh hai cầu loa AB hoặc A cộng B nha anh em. Từ hai cặp loa cùng lúc và gíp vang hát karaoke thoải mái. Những sản phẩm này là hát karaoke thoải mái nha. 707 KX cũng giá đó luôn nha anh em. Về cấu hình đi chăng vậy, về phiên con này là phiên bản nâng cấp thôi nha, phiên bản nâng cấp một tí của những dòng trước, thì chất âm nó có sự thay đổi một chút thôi. Thì về âm sắc thì một chút xíu thôi, tại vì âm thanh mà anh em biết rồi, nó chỉ khác một chút xíu là đã một cái đóng tiền rồi. Về thông số thì nó y như sang nha, cũng 330W và đánh hai cầu loa AB hoặc A cộng B, và rất nhiều chức năng khác nữa cho anh em xưa tự mò mẫn, rất là dễ, không sao hết, rất đơn giản. Về 907 KX đây rất là mới luôn nha, đẹp keng cho em. Thì con này là nó có cái đít nail màu vàng, thì anh em để ý những sản phẩm mà có đít màu vàng mà nó đẹp như thế này rất hiếm nha. Được cách đây 2 hôm thì em về một con 907 DR nó cũng đít vàng thế này, nó mới tinh như thế này nha. Thì con này là giá 22,5 triệu nha anh em, 22,5 triệu bao ship nha. Cái khúc này nó mèo vàng hồng này, còn khúc này nó lượt hơn một tí đấy, dèm nó là thế đấy. 22,5 triệu, con này rất là hay. Và 907 lợi extra, con này giá 23 triệu nha. Con này thì em không cần giới thiệu nhiều, 23 triệu. Về chất âm thì em thấy con này nghi nó hay hơn, mà sao nó lại rẻ hơn, về bên từ bên đó chắc là phim trà về Việt Nam mình phê lợi extra quá, chứ còn thật sự em nghi con này nó hay, tiếng chắc nó hay hơn. Về con này thì giá trung âm, chắc cũng tùy theo loa nha các bác. Con này giá 23 triệu, con này 22,5 triệu, 907 đều cấu hình là 400W và nặng 33 kg, và 707 lợi extra là giá 16,7 triệu, tất cả là giá bao ship đẹp long lanh hết, có cả catalog luôn nha. Đấy, rất là mới luôn, không một trầy xước nào luôn nha. 16,7 triệu nha này. Đấy. Về thêm hai con lọc là Victor R7 rất là nổi tiếng với anh em, được anh em ưa chuộng rất là nhiều vì nó tiếng nó rất là hay, rất là khỏe luôn. Những dòng này là nghe nhạc rất là hay và hỗ trợ anh em chơi được karaoke là phần dưới này, anh em có thể chỉnh vang vọng tập bài hát, anh em hát karaoke nó được phê hơn. Đấy, giá 8,8 triệu một con nha anh em, hàng rất là đẹp luôn, 8,8 triệu một con. Và về sáng nay là có hai con giai mã dòng DAC của dòng Sony 59 ESG, dòng có hồi gỗ nha, nghi hay bài đẹp, lưu anh em ESG nha, 6,5 triệu nha, vẫn giá cũ là 6,5 triệu. Thì model 59 ESG nó rất là giống nhau, nó không khác trơn 59 ESG. Con này mà ghép với những dòng lợi extra và những dòng này tuyệt vời, rất combo rất là đẹp nha, 6,5 triệu một con nha anh em. 59 ESG, bộ rì bao cover hàng eBay về, bộ này thì anh em cho anh em sưu tầm nha, bộ này ship eBay về rất là mới luôn, giá là 21 triệu nha anh em. Anh em để ý những cái này rất là mới này, anh em chỉ cần để ý quai này,
Đấy, nhìn thấy cái quai không? Rất là mới. Đấy. Bộ này là 21 triệu bao ship nha anh em. Về cấu hình thì công modem là Recover CT23, phòng bao là TFM35X nha, chạy 20 sò Toshiba. 20 sò Toshiba và công suất là 550W. Đủ mà đánh hết hầu hết các dòng loa bô ở Việt Nam mình. 601, 701 gì đó là con vô tư và tiếng những dòng cover này rất hay, có hai đồng hồ vô rất là lớn nha. Bao này rất là khủng. Bộ này rất là đẹp. Thì em có báo bữa click lại có là về là 16 triệu tại bên nó nhận được click hàng là nó đưa chỉ click cái con bao thôi không. Nên em hồi giá là em báo giá của là 16 triệu thì sáng nay là về thì về là tính mới là click con bao thôi, còn con này nữa. Thì nó rồi em bán cái bán là giá 21 triệu nha. Thì anh em có thể tham khảo thị trường. Cái đó là nhầm lẫn thôi chứ không có báo bậy nha. Đấy. Cover, bộ cover rê bao 550W chạy 20 sò Toshiba. Giá 21 triệu nha. Chắc là mới anh em nào sưu tầm thì nhanh tay nha. Đây, ba sản phẩm này thì có chủ đem trả cho các bác đó 550, con set rất là mới, hàng con này bay về nha. Bên này là hàng đấu hàng công về, hàng công người ta đấu bên đó thì gom về. Có một con thôi, rất là hiếm. Những dòng Nhật đây là nó không có hàng eBay có mà đắt mua nữa đâu. Ít khi mà mua những con này eBay rất là đắt, không có luôn em ơi. Hàng 100V là không có nói eBay được, hàng 100V là điện hàng Nhật chứ công Nhật về. Thì con bao về một con bao Pioneer M22 thì dòng này em có trước em bán con. Thì anh em nào thích thì nhanh tay chạy Glass A. Con này thì tích rất là khủng nha. Hai tăng phun nguồn riêng biệt đánh monolock và bốn tụ nguồn to như cái lon bò sữa mà lon bò bự các bác. 33.000 nha, mỗi cục 33.000 và bên này là chia ra cho bánh bên nha. Đó. Tiếng rất là sạch Glass A. Anh em nào có lo tăng noi hay là đồng trục hay là những dòng lo châu Âu, lo Mỹ đánh rất là hay. Anh em để lên và trưng rất là đẹp nha, nó kiểu như một cái bao đèn á, rất là đẹp, rất là gấu. Thì con này là giá 8.200.000 bao ship nha anh, 8.200.000 bao ship, rất là nặng nha, hai mấy ký đó. 8.200.000 bao ship, xin lỗi nè. M22. Và tiếp tục là bên em có về, sáng nay là hai con Marang, đó là 84D và 94D là dòng Amly. Cao cấp dòng Marang, công suất là 290W là dành cho 84D, còn 390W là dành cho BM94. Thì những dòng này nó đánh Class A nha, phần Class A thì nên nghi càng lâu càng hay. Đặc trưng của nó là thế, nghi càng lâu càng hay. Và đánh nó đánh lo Mỹ, lo châu Âu, hầu hết các dòng loa. Phải tại vì nó có chức năng DRI nha, DRI á, cho anh em chơi lo châu Âu này. Và đánh lo Mỹ thì anh em tắt DRI ở đây thì anh em nghe rất là hay. Chỉnh bass chép cho từng vế luôn nha nè, đấy. Giá là 84D, thì bên đó giá 12 triệu bao ship nha. Còn BM94 thì con này là khủng rồi, là giá là 16 triệu, tất cả là giá bao ship nha anh em thích sản phẩm nào thì liên hệ cho anh em, thì công ty anh em chơi thì công ty tiền thu tiền và cũng thể xem cái lo mình, lo nhỏ thì anh em chơi 84D, thì lo lớn thì anh em chơi 94, thì hai con này chắc âm nó gần giống nhau, tại con 94 là phiên bản nâng cấp tí của con 984D nha, đấy. Chi tiết mua hàng thì anh em nhớ liên hệ vào số điện thoại của em, mà sau đây em giới thiệu cho anh em một số phụ kiện dây loa chất lượng và gia V. Thì đây sáng nay em có về một số bộ dây loa thì được anh em rất là tin dùng và trong thời gian qua thì các bác đã mua và về sử dụng và có báo lại cho em là rất là tốt. Thì em tiếp tục dập về những sản phẩm hàng bãi thế này là monitor hàng của USA. Dây bãi nha, đây là dây bãi. Rất mỏ chim, kém hầu hết các dòng loa và Amply ở thị trường mình. Đây, cái bộ mà Monitor 8 này á, em về được bao nhiêu tuổi? 1, 2, 3, 4, 2, 4, 5. 5 bộ nha anh em, 5 bộ giá là 1 triệu rưỡi một bộ nha. 1 triệu rưỡi một bộ giá rất là hợp lý cho anh em chơi ở mới chơi. Và dòng lớn hơn một tí đó là Monitor Black có hai cục lọc nguồn, lọc điện, cục lọc cho âm thanh nó sẽ
đỡ bớt chống nhiễu á. Bộ này là giá 2,5 triệu một bộ nha, dây rất là lớn, lớn hơn bộ này một tí. Đấy. Rõ rất là to, 2,5 triệu một bộ. Bên em có về rồi coi, 6 bộ nha này, 6 bộ và 5 bộ. Giá 1,5 triệu này nha, giá 2,5 triệu. Thì anh em mà tùy theo túi tiền, thì tùy theo bộ giảm thanh thì anh em liên hệ vào số điện thoại của em để mua hàng. Và những cái AV chất lượng này, sáng nay là em có được 5 bộ, thì 3 bộ là nó có chủ rồi. Thì những sản phẩm này rất là chất lượng nha anh em. Bên em có test và cũng đã rất là ok, rất là ngon, rất là hay trong tầm tiền. Tại vì em có test với dòng dây là Aquafine mà dây bãi, không phải là dây đời mới mà kiểu đồng đồng nha. Em có test với dây bãi là kiểu dây đó là 2,7 triệu nha. Mà con này là nghi ngang ngửa luôn, nên em bộ dây kia lại mượn ông anh thôi, thì em cũng trả rồi. Và em đang dùng bộ dây này, thì bên em bán cho các bác là chỉ có 1,2 triệu thôi, em cũng lãi vài trăm thôi. Ở trong lấy nghề công thôi, cái đây là để bán kìm theo những cái âm ly mà cho các bác này, chứ không có bán cao được. Đấy. Anh em để ý cái rác nha, hàng chất lượng này, mạ vàng 100% nha, hoàn xịn như vậy mà đồng nha anh em. Anh em đi xem, mé em nó lấy nét chậm quá. Đấy, anh em xem như đấy, em chờ xí nha. À. Đấy, vàng xịn 100% nha, chứ không ai mà đồng, anh em chỉ cần để ý là biết liền. Đấy. Sơn là tĩnh điện luôn nha. Đấy. Dây có một lõi mà bạc nha, tiếng rất là hay, tắt bay bóng. Thì anh em được rồi, em rồi em có về là 20 bộ nha, một đợt là về 10 bộ, một đợt về 7 bộ. Thì các bác đã mua hết, đã dẫn hàng và đã lấy hết rồi, thì các bác có thông báo lại thì rất là ok, tiếng rất là hay. Và em cũng test con này rồi, tiếng rất là bay và thoát tiếng, không bị nén. Nhiều dây AV kém vào thì nó nhỏ hơn, hoặc là nói chung là dây AV, để em nói luôn cho các bác nha, dây AV là một cái con đường tín hiệu từ cái đầu, như ví dụ CD nha, nó xuất ra. Mà cái đây các bác cứ nghĩ như một cái đường đi, thì cái đường đi tốt thì tín hiệu đi đầy đủ, không bị mất tín hiệu nào khi qua âm ly, để mà âm ly khuếch đại ra loa. Cái đường mà từ đầu đĩa hoặc là TV anh các bác nghe nhạc mạng, đầu đĩa mà xuống âm ly á, đường rất quan trọng, đó là bộ dây AV này. Đấy. Nên các bác phải cần phải có một dây AV chất lượng ra đầy đủ âm thanh, không bị bí, không bị nén, và chất âm nó bay bổng, nó khiến cho người nghe bay bổng rất là hay. Như ca sĩ đứng trước mặt mình hát vậy đó. Đấy, bộ này bán 1,2 triệu một bộ nha. Bảo đảm cho các bác là bác dùng rất là phê. Tại vì em nghi cũng đấu phê rồi, thì các bác cũng đấu phê luôn. Thì được tới nó cách chắc nửa tháng nữa em mới về một số dây cao cấp hơn nữa. Thì dây đó là nó đắt hơn, nó tầm 2 triệu mấy bạc, nhưng giờ chưa về được. Lâu lắm, hay là nửa tháng nữa nha các bác. Hẹn các bác ở một tuần nữa sẽ có hàng. Thì giờ này thì em chỉ có được nhiều đây thôi. Những dây chất lượng thì các bác phản ánh rất là ok, thì bên em mới tiếp tục nhập làm. Còn nào cái loại nào mà không ok thì em sẽ không làm nữa, dừng liền, không làm. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bác nha. Mọi chi tiết mua hàng thì anh em nhớ liên hệ vào số điện thoại của em nha. Em ship hàng toàn quốc nha.